Xin chào thầy và các bạn. Con tên chị Hoàng Ngân, hôm con năm nay con học trường tiểu học Hạ Đình, con lớp 4A4 ạ. Đây là sản phẩm của con, là sản phẩm hứng dưa hấu. Ở trong đây sẽ có nhân vật là trừ một, nếu mà ăn quả táo sâu thì sẽ bị trừ một điểm, còn nếu mà ăn cái quả táo đỏ như thế này thì sẽ được cộng một điểm, còn nếu ăn quả táo đen thì sẽ là thua cuộc, thì sẽ bị kết thúc trò chơi ạ. À, đây là miếng dưa hấu nhá, đứng ăn thử quả táo. Rồi, con tiếp tục đi. Còn nếu mà ăn sơ thì con sẽ bị trừ một điểm ạ. Rồi. Của con là ăn quả táo màu đỏ, ăn được đến ăn dưa hấu được đến điểm số 10 thì sẽ chiến thắng ạ. Còn nếu mà con bị thua cuộc thì con sẽ bị cái con này nó sẽ bị khóc xuống ạ. Ở đây của con thì quả dưa hấu của con được lập trình là khi tôi bắt đầu là một bản sao và đi tới điểm x lấy ngẫu nhiên từ trừ 240 đến 240 y 180 và chuyển sang trang phục lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 3. Sau đó có khối lệnh hiệu lặp lại cho đến khi đang chạm màu đen, thay đổi y một lượng trừ 5. Nếu đang chạm gobo thì bắt đầu âm thanh chôm. Nếu trang phục số bằng 1 thì thay đổi điểm một lượng. Nếu trang phục số bằng 2 thì thay đổi điểm một lượng trừ 1. Nếu trang phục số 3 thì pha tin rose. Sau đó sẽ có xóa bản sao này ạ. Bài thuyết trình của con đến đây là kết thúc ạ. Rồi, cảm ơn Hoàng Ngân đã chia sẻ về dự án hứng dưa hấu.